Ok, xin chào bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái định hướng về làm marketing cho các bạn ha. Thì như ngày hôm nay ấy, thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình tự nhiên mình có khách hàng họ gọi về một cái sản phẩm như là em ơi em có chị thấy có em có bán cái căn hộ ở ngoài Phan Thiết cao cấp ở ngoài Phan Thiết ấy. Ủa thì mình đâu có bán ở ngoài đó đâu. Và mình cũng không biết là mình viết bài nào ở đâu luôn. Nhưng mà đâu đó thì mình nghĩ chắc chắn nó chỉ có ở trên một là cái website này, hai là website này thôi, nó chỉ có hai cái thôi chứ nó không có cái website nào khác hết á. Thì ok, thì hai cái website này thì mình nuôi đâu đó khoảng 2 năm nay, 2 tới 3 năm, 2 tới 3 năm nay. Và mình nuôi cái website này, hầu như các bạn thấy cái website này rất là nhiều lần mà mình làm những video mình đều show nó ra đúng không ạ? Thì 2 3 năm nay thì sao ạ? Mình làm cái website này mục đích thì chỉ để giới thiệu cho các bạn SEO là nên làm những website như này, rồi là trình bày nó như vậy như vậy như vậy thôi. Chứ còn mục đích của mình là mình kiếm tiền online này các bạn ha. Đây là những cái này là những cái quảng cáo này, là mình kiếm tiền online trên này. Và mình viết các cái blog ấy, mà blog thì tùm lum hết chứ không có liên quan gì tới bất động sản. Bởi vì mình có nắm bắt các cái thông tin của dự án đâu mà mình viết về dự án đó. Vậy nên rằng là mình không có viết chuyên về một dự án nào hết. Nên là rõ ràng là ở đây là mình không có viết về bất động sản nhiều. Nhưng tại sao lại có khách? Đó là cái giá trị mà mình muốn nói với các bạn, là nó là một cái giá trị về website nó đem lại cho các bạn. Ok, thì giá trị nó như nào? Ở đây nó không phải là một lần nhá. Ở đây nó là nhiều lần rồi, mình cũng có thể sâu rồi. Thì có phải là buổi sáng ngày hôm nay thì mình có, nếu mà bạn nào mà chơi kết bạn với mình thì mình có để đang là bạn nào có quan tâm mà có khách ở Phan Thiết chẳng hạn thì đấy, thì mình gửi cho, tức là mình gửi cho khách để các bạn chăm đúng không ạ? Đó thì ở đây thì mình cũng nói chuyển chuyển qua qua như vậy ok ha. Thì rồi đó, ví dụ như là mai 9 giờ ra Phan Thiết này được chưa, thì mình review cho các bạn để bạn hiểu được là cái giá trị của một cái web nó sẽ đem lại là cho bạn là cái gì. Nếu như bạn làm website mà bạn làm 1 tháng 2 tháng, hay là 1 tuần 2 tuần, hay là 1 tháng 2 tháng, hay là 1 năm chẳng hạn, bạn muốn thu lại được ngay thì rất là khó. Nên là có những bạn mình support, mình mới đầu mình chia sẻ rất là hay, làm đi rồi mình sẽ hỗ trợ kiểu nó như chỉ cho các bạn để các bạn hoạt động cái web á, nó như thế nào, nó ra làm sao á. Nhưng mà thấy các bạn không có hào hứng, bởi vì là các bạn hình như các bạn không có hiểu về cái giá trị của nó, nên là mình cũng cũng lười luôn. Và các bạn cứ làm ra xong thì các bạn lại bỏ web, làm ra xong lại bỏ web, tôi chả hiểu các bạn đang nghĩ cái gì, các bạn không có một cái tầm nhìn gì hết. Nếu mà chốt được thì 10 triệu thế nào thì đấy, mình chả có nhằm để ý về đây đâu, nhưng mà mình chỉ muốn lấy những cái giá trị để cho các bạn hiểu ha, để cho các bạn hiểu rằng là đó là như vậy. Rồi mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Ok, thì đây là số của chị ha. Đấy, khách gọi không bắt máy này kia rồi ha. Đó, như đợt mình chạy Lumiere Boulevard ở trong căn hộ Vinhome Grand Park ở dưới quận 9 ấy. Thì là ngày đó mình chạy cho chị là cái này, bởi vì làm chung thì chạy. Thì là chạy đâu đó hình như hồi đó chạy 3 triệu hay sao, 3 triệu hay 5 triệu 7 triệu gì đấy mình nhớ nữa. Thì được một khách, được một khách, không, ở đây là được nhiều khách nhưng mà được một khách rất nét như sau. Chốt một căn thì 8 tỷ, đáng lẽ chốt 10 căn, 10 căn Chí Linh khách sỉ nhưng chính trị bất ổn nên rút. Các bạn hình dung là cái mà các bạn cần của một cái website nó là như vậy đó. Bởi vì cái hồi đó là mình chạy là chạy chuyển đổi, chạy tức là chạy GDN trên Zalo, là cái hồi đó mình nhớ là chạy GDN trên Zalo, chạy Zalo nhưng mà chạy theo cái dạng mà chuyển đổi về website, gặp được khách hàng đó chốt. Thì càng ngày thì mình nhận thấy rằng là khách hàng
cái insight của khách hàng nó không phải là cái câu chuyện là nhắn tin hay là những cái bình thường, bạn chỉ phục vụ với những người bình thường. Nhưng khách hàng có 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu gì đó thì bạn cần phải tư vấn lằng nhằng. Chứ còn khách hàng số, bạn yên tâm đi, nó hiểu hết về thị trường bất động sản nó như thế nào ra làm sao. Không cần phải bạn phải nói quá nhiều đâu. Nên là có nhiều bạn cứ bảo là em là chuyên viên tư vấn, nhưng thực ra là bạn chưa có tư vấn con mẹ gì đâu. Bạn đang ở cái mức rất là bình thường. Còn chuyên viên tư vấn thì tôi nói là, bởi vì tại sao mình nói bạn bình thường, bởi vì mình đã làm rồi. Mình làm sale 2 năm sau đó mình ra làm marketing. Mà cái loại sale mà sale bán căn hộ, cái hồi đó là đầu tiên mình bán căn hộ, và bán căn hộ là mình vào 2 tuần thôi mình đã bán được rồi. Tôi khẳng định các bạn, tôi còn nói với khách là dạ em cũng vào mới 2 tuần, mà khách hàng nó bảo là sao em tư vấn như kiểu là người có làm 2 năm á. Là khách hàng đó là khách hàng ấy kêu tôi rằng là em bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thì tôi bảo là anh thử đoán đi. Thì khách hàng nó bảo là em phải khoảng 2 năm kinh nghiệm. Thì em bảo là, thì mình bảo là em chỉ qua đúng 2 tuần, em mới vào 2 tuần và anh là khách hàng đầu tiên, và nếu mà mua cho em là khách hàng đầu tiên. Và cuối cùng là ông ấy vẫn mua cho mình, happy, ông vẫn mua cho mình. Bởi vì cái cách tư vấn của mình, tư vấn ở nhà, trong nhà. Mà một kiểu mình vẫn nhớ luôn các bạn, cách tư vấn như thế nào mà tư vấn căn hộ mua. Ông này rất khó về phong thủy. Ông cực khó về phong thủy, và đó là lý do tại sao tôi đã và đang đi học về thiết kế nội thất, để tôi hiểu về phong thủy thì tôi mới về sau tôi tư vấn nó hay hơn. Chứ còn các bạn bảo là các bạn là chuyên viên tư vấn, tôi nhiều cái được cười chết được. Rồi ba cái hợp đồng rồi là chính những cái hợp đồng của khách hàng, các bạn là cái người đủ trình để mà tư vấn à. Thì chỉ có luật sư thôi, học về luật ra thì mới tư vấn được. Nên là mình mới nói là cái nghề sale là cái nghề dễ nhất. Ở đây không phải sỉ nhục gì các bạn, nhưng mà bạn phải hình dung là bạn phải, nó rất là dễ như vậy. Nên là chỉ có khi chúng ta nâng cái level chúng ta lên thì từ các bạn sẽ nhận thấy. Các bạn sẽ bán được nhiều hàng và bạn sẽ trở thành một doanh nhân rõ chính hiệu. Và mình đã gặp rất nhiều anh chị làm trưởng phòng rồi, nhưng người ta chỉ có cái nghiệp vụ là làm công ăn lương thôi, người ta vẫn chưa giải thoát được. Và kể cả những người ta có làm là kiếm tiền đi chăng nữa, nhưng mà nếu theo người ta không học về marketing, người ta vẫn gãy. Và người đỉnh cao của học về marketing đó chính là bản chất con người. Các bạn về học về bản chất con người thì bạn mới làm marketing giỏi được. Chứ không phải là ba cái chạy quảng cáo mới làm cái website này, nó vẫn là bình thường các bạn. Bản chất con người, ví dụ như bản chất con người là tham lam, bản chất con người là độc ác, đúng không ạ? Bản chất con người là không tốt, thì đó là lý do tại sao nó phải sinh ra pháp luật, đúng không? Các nước sinh ra các cái bộ luật để là gì, kiềm chế con người. Đó là mình nói nhẹ nhàng, đó mới sinh ra là các đạo như là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, để rồi là trong các cái đạo đó nó có các cái giới luật để mà làm gì, giáo dục con người. Bạn hình dung thì đó là đỉnh cao của về marketing. Các bạn phải tìm hiểu về cái đó, rồi bạn tìm hiểu, bạn hiểu về cái đó rồi thì bạn mới làm marketing được. Mà bạn làm marketing được, bạn kinh doanh được thì bạn mới giỏi được. Thì mình chia sẻ như vậy để các bạn có cái động lực để các bạn làm hơn, được chưa? Ví dụ như kiểu như bạn này chẳng hạn, mình không có thèm chia sẻ luôn, bởi vì cái tư duy người ta chưa có đạt tới, người ta chưa có hiểu được, người ta chưa có nhìn ra được. Ví dụ bây giờ đang thời điểm này, ví dụ như đang xem euro mới đủ thứ cả chuyện rồi, xem là đúng, nhưng mà tức nữa là bạn hình dung là bạn phải sử dụng 8 tiếng cho việc kiếm khách hàng, còn 8 tiếng cho cái còn lại là 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ bạn dành cho cái gì ạ? Bạn phải dành cho phát triển năng lực bản thân, bạn hiểu không? Nên là các bạn không làm thì các bạn sẽ chết, được chưa nào? Nên là mình chia sẻ các bạn rất rất kỹ như vậy để các bạn hiểu được rằng là marketing rồi phát triển nó như thế nào ra thì nó mới được. Có nhiều bạn ví dụ như kể là ở đây mình review cho, để cho các bạn hiểu nhé. Ví dụ như bạn này chẳng hạn, bạn này là bạn ấy làm web rồi, bạn ấy rất là dành nhiều thời gian cho web, bởi vì nó không phải là
Bởi vì bạn ấy đã có hệ thống sẵn đó rồi, bạn ấy có hệ thống về YouTube rồi, sau đó bây giờ bạn ấy làm cái website, cái đó cực kỳ đúng luôn. Và chắc chắn cái team kiểu như này nó phát triển rất nhanh và rất mạnh trong tương lai, tôi khẳng định các bạn luôn. Nó không những nhanh mạnh mà nó còn bền nữa. Đấy, rồi cuối cùng rằng là đấy, rồi là các bạn này kiểu gì, kiểu ví dụ như bạn này chẳng hạn ha, bạn này cũng muốn à đâu gọi điện cho mình, bạn này gọi điện cho mình và muốn học gì, muốn học Facebook thì mình đưa luôn cho một cái link vào đấy học đi, cứ xem đi, xem đi xong đặt câu hỏi, đặt câu hỏi thì mình trả lời, thế là tự nhiên lên, chứ cần chạy thôi mà nó có gì đâu. Nên là ở đây mình rất là nhiệt tâm để mình chia sẻ các bạn thật, để cho các bạn họ làm được thật, chứ không phải là lùa gì các bạn ấy, là ấy gì các bạn, nhưng thật sự là các bạn đang ở một cái tầm nó quá là, nó đang ở một, nếu mà về lĩnh vực về bất động sản thế, nhưng là các bạn đang ở cái ví dụ như có cái thức thang 10 điểm thì bạn đang, các bạn như kiểu bạn này chẳng hạn nhé, bạn có giỏi, bạn có tư vấn khách hàng thì chẳng nữa, thì bạn ấy vẫn sẽ đang chỉ là ở cái mức kiểu là nếu đúng theo cái năng lực của mình mà nhìn của bạn, bây giờ bạn chỉ khoảng 3 đến 4 điểm thôi, mặc dù người ta đã vẫn bán được rất tốt nhé. Bởi vì nó có phải liên quan tới về hệ thống, về bạn ấy bên này phải áp dụng về hệ thống, về CRM, về quản trị nhân sự, quản trị khách hàng, quản trị kế toán nữa cơ, thì từ 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 nó mới nâng lên, đúng không ạ? Thì bạn các bạn này đấy, nó ở một cái tầm cao hơn nữa. Ở đây mình không có nói ra để mình nâng mình lên này, nhưng mà mình đã làm rồi, mình đã làm rồi, mình trải qua rồi, và mình thấy nó quá nhàm chán rồi. Và hình như cái này mình cũng đã chia sẻ rồi, tức là về quản trị, các bạn kiếm cái kênh của mình thì mình đã chia sẻ rồi, như danh sách phát video ha, như cái này này, về dữ liệu, về CRM này kia, phần mềm này kia, là mình còn tích hợp để mình còn làm đủ các kiểu. Và một phần mềm này này, và các bạn nếu mà các bạn ấy thì các bạn phải kiếm thêm này, đây là khai mở tư duy cho các bạn để các bạn hiểu ha. Cái này hôm nay cái mạng nó chậm chứ trời, các bạn tìm hiểu về cái này ha. Nó đỉnh cao cực kỳ luôn. Wow. Nên có nhiều bạn có thể là nhìn mình hơi ngáo ngáo, mình biết mà. Nhưng mà để đạt được như vậy còn phải luyện nữa vào các bạn. Này HR này, sale này, đỉnh lắm, đã lắm. À, thì các bạn cần phải tìm hiểu cái này, nên là mình mới bảo là các bạn mình đang ở đâu. Còn về tư vấn, các bạn làm tư vấn khách hàng đúng không, bạn đang bán một cái căn biệt biệt thự thì bạn cần phải hiểu về tông màu, gam màu, màu này, màu kia, nói chung là bạn phải đẳng cấp. Chứ còn bạn đang là sale bất bình thường thì bạn chỉ nói là người ta cứ nghe vậy thôi, chứ người ta đặt là một cái đẳng cấp khác rồi, bạn phải có một cái đẳng cấp khác để tư vấn người ta, chứ không phải là câu chuyện rằng là dạng ngang năm dài rộng bao nhiêu rồi cái này thiết bị tô tô rồi kính này, rồi là có bàn chiếu giường ga ghế để này, chả giải quyết được cái gì cả. Bạn phải nói về phong thủy nữa, đỉnh cao phong thủy căn nhà nó như thế nào, ra làm sao, cái đó bạn phải học. Thì đó, thì nâng cấp lên dần lên ha. Rồi với nhiệm vụ chính của mình là mình chia sẻ về marketing, nhưng mà phải dẫn dắt các bạn như vậy thì nó mới đúng là marketing ha. Và mình nhấn mạnh các bạn nên làm một cái website, một cái website cực kỳ chỉnh chu trong cái lĩnh vực bất động sản này. Ví dụ như mình vừa mới chia sẻ các bạn này, cái bạn này là tên gì mình quên, mình lưu tên tùm lum. Nhưng mà các bạn cần phải tìm hiểu về đó ha. Và các bạn này có cái nhà tốt này, một kênh nhà tốt.
À, một cái kênh nhà tốt người ta đạt tới 9.000 lượt 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 follow đó, các bạn phải hiểu rằng là người ta không có thiếu khách đâu. Bạn hiểu không? Người ta không có thiếu khách, nhưng cuối cùng thì sao? Mở công ty rồi cuối cùng vẫn đi kiếm về marketing, rồi vẫn cuối cùng vẫn phải đi học những cái mà mình chia sẻ từ trước tới giờ. Nhanh nhẹn nhẹn thì ở đây chứng tỏ ở đây thấy được rằng là các bạn rất lười học, rất lười nâng cấp bản thân các bạn, mình khẳng định luôn. Tự ăn xong đi về làm hết ngày giờ cái là thôi đấy, là thôi đấy. Là coi TikTok này kia thì mình mới nói rồi là các bạn hãy tìm hiểu về 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 marketing. Mà để tìm hiểu về marketing thì mình cho các bạn một cái case cuối cùng, đó là về bản chất con người. Mình nói thật, bản chất con người ấy. Hay là các bạn cần phải đi kiếm những cái bộ sách về trí tuệ cổ nhân, rồi là chiến lược này nó kia rất nhiều thứ, thì bạn cần phải đi kiếm những đó để các bạn phát triển được cái tư duy về làm marketing. Tư duy về làm marketing các bạn ok thì các bạn sẽ làm sale giỏi lên được chưa nào. Hoặc là mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn thì các bạn có động lực hơn trong quá trình mà các bạn này nha. Ví dụ như là một người không thiếu 1.000, thậm chí thì rơi cũng không thể nhặt, nhưng một người mà được thì 1 tỷ người đi, 1 tỷ người cho một gì 1.000 đó thì gì thì thành 1 tỷ đồng bằng 1 tỷ, giá trị 1 tỷ lớn không, mặc dù là góp lại mỗi người nó rơi không ai thèm lấy, thậm chí người ta cho bạn 5.000, 10.000, 100.000 luôn, sẵn sàng người ta cho bạn. Nhưng tại sao không ai cho bạn? Thì lúc này nó sẽ liên quan đến marketing và bạn sẽ tìm hiểu về marketing. Bạn sẽ hiểu về cái đó, bạn sẽ hiểu về cái đó. Nên là có nhiều người cứ ham làm giàu nhanh thì không bao giờ các bạn sẽ làm được. Nó sẽ có những các cái lộ trình của nó, và marketing là nó là những cái chiến lược, chiến thuật, nó đi từ 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 cái này nó sinh ra cái kia nó rất nhiều thứ và liên quan tới bản chất con người. Thì khi mà bạn đã nắm được bản chất con người rồi thì về sau các bạn vận hành rất là ok, và bạn chạy quảng cáo cũng thế, thuật toán gì thế nó rất là ok luôn. Nhưng chẳng qua là nếu bạn hiểu được về nó thì bạn sẽ thấy được, nói ra thì nó cứ dài dòng, nó cũng như kiểu là giáo sư tiến sĩ, nhưng mà thật sự các bạn nếu mà các bạn tìm hiểu về marketing và cái gốc của marketing ấy, nó chính là bản chất con người. Bạn mà hiểu về bản chất con người bạn cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, như vừa nãy mình nói là bản chất con người nó rất là xấu, xấu xa, tàn ác. Đó, như kiểu của mình thế, mình vẫn ăn thịt heo, thịt dê, thịt bò, thì ăn tiết canh hầm mầm. Ác lắm. Nhưng mà bản chất của con người là rất là ác và gì? Tàn ác thì rõ ràng là đâu có tốt. Nhưng mà vì cái gì? Đấy. Bạn từ từ bạn sẽ khai mở ra cái đó. Ok, cảm ơn các bạn ha.